Đấy, xin chào các bạn, hôm nay thì hiện tại nhà mình đang ở cái khu Osaka Maishima Shisai Park. Đây, khu này nằm ở trên mấy cái đảo nhân tạo ở phía cảng Osaka ấy. Thì khu này vào mùa xuân thứ thì có rất nhiều loại hoa người ta trồng, thì hôm nay thì đang lễ hội của hoa gọi là Nemophila, tức là hoa mắt biếc. Thì nhà mình đang ở đây hôm nay rất là đông. Rất là đông luôn ấy, người ta đi xe buýt rồi đi ô tô để kín hết chỗ ở ngoài kia rồi. Đây là đội xe máy. Để cửa vào các bạn, hình như là phải mua vé để vào. Mua vé không biết nhỉ. Hôm nay lễ hội hoa mắt biếc này. Đây có khoảng hơn 100.000 cây đang nở mùa hoa màu xanh. Ở đây đúng chỗ này đua đấy. Đấy chỗ đua đấy. Chỗ đua này, trường đua này. Được, các bạn nhỏ. Lấy một vé đây cho em ơi. Ở gần biển, gió nhỉ. Đây, đấy, xe đua đấy, cuộc này có cái chơi này hay này. Mới bao tiền mà được. Đấy, xe đang chuyển chuồn này. Gọi con chuyển chuồn, to chưa bay, chuyển chuồn đi. To nhỉ. Cách đây khoảng 5 hay 6 năm thì nhà mình cũng đi một lần đấy, nhưng mà hồi đấy là đi thì đã qua mùa hoa mắt biếc này rồi. Tắm nước nóng kìa. Onsen, onsen. Nhìn ba là vào công viên thôi, ngắm hoa thôi đúng không? Ngắm hoa. Nemophila ở vào cái bên này gì kìa đấy. Đây lễ hội này. Cái xong rồi lại nhổ đi để nó trồng hoa ly à? Anh nghĩ không nhổ chứ nhỉ? Hoa ly là bãi khác. Bãi này mà. Dạ. Chính hôm đi với bác học ở đây đúng. Nhưng mà nó nhiều bãi à? Chắc là phải sang bên kia nữa à? Hay vòng vòng quanh khi làm sao nó nhổ đi được? Hoặc là nó có cái chậu nhỏ, chậu ấy nó cứ để thôi, để xen vào nhau xong nó bỏ chậu đi. Khu vé luôn. Ôi, bắt đầu ra này. Ý là trồng hẳn nhưng có thể là nó có bầu trong ấy. Vì mấy hôm nữa nó lại thành trồng hoa ly rồi. Ủa, đẹp đấy, đây. Zoom bên này, zoom bên đi theo hướng này. Đi theo hướng này con ạ. Rộng lắm. Biển đẹp không? Thì là kiểu tiểu tàu chưa? Kia mình lên nhỉ? Ờ, trực thăng lên đây. Trực thăng là được thuê lên đó. Trả tiền thôi. Thank you.
Sau khi một vòng xem chán đời rồi thì bây giờ là vào ăn kem các bạn. Đây kem đặc trưng, đây là kem Blue Eye. Ừ, nhưng mà ý là nó không có cái gì đặc trưng ở đâu. Ừ, nó là hoa đấy em. Nó không hoa thôi á. Đấy. Phải mang kem đi để chụp cái hoa đúng không? Đúng màu à? Đúng bài luôn. Đây hoa mắt biếc là Blue Eye này. Còn kem này cũng kem tên Blue Eye luôn. Đẹp lắm. Đi ra chụp cái cả hoa rồi ăn. Chấm hoa ăn chứ. Cho hoa lên trên đúng rồi, phải rắc hoa này. Đấy, bây giờ các anh chị ra đây. Đi đây các anh chị ra đây chụp chụp kem với hoa này. Đấy, đúng kiểu luôn. Đội ăn kem với cả đứng cạnh hoa. Đấy, vô địch mạng ấy, đúng kiểu luôn. Mình để bởi dưới này. Chỗ này chính là kết hợp với tắm biển đi ạ. Chuẩn lên đây. Mình thấy biển đẹp nhỉ? Ừ, biển quá đẹp luôn. Ngon không? Nó chỉ là kem tươi thôi, nó cho cái màu vào thôi nhỉ? Ok, sau khi mà ăn kem no say thì nhà mình bắt đầu tiến hành đi về đây. Người ta thu vé rồi nhá, đi ra là mất tiền đấy nhá. Người lớn 1.300 và trẻ em 700. Ơ vậy trong kia bảy trẻ em 600 mà tin nhỉ? Bố nhớ trẻ em 600 mà. Về nhá. Ok.